Ukraine mở loạt sứ quán ở châu Phi. Ukraine khánh thành sứ quán ở bờ biển Nga, Cộng hòa Dân chủ Congo và chuẩn bị mở thêm loạt cơ sở ngoại giao tại châu Phi. Trang mới rực rỡ đang được viết lên trong lịch sử mối quan hệ giữa Ukraine với châu Phi và giữa Ukraine với bờ biển Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Maxim Suk nói trong lễ khánh thành đại sứ quán ở thủ đô kinh tế Abidjan của bờ biển Nga ngày 11 tháng 4. Cơ sở này được khánh thành một ngày sau khi Ukraine mở đại sứ quán ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo ông Suk, các đại sứ quán mới là kết quả từ chỉ thị của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm mở rộng sự hiện diện ngoại giao của Ukraine ở châu Phi. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết Ukraine cũng đang có kế hoạch mở thêm một số cơ sở ngoại giao ở châu Phi để tăng cường sự ủng hộ, trong bối cảnh chiến sự với Nga đã kéo dài hơn 2 năm. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine dự kiến đến thăm Ghana, Mozambique, Botswana và Rwanda để khánh thành sứ quán trong những tuần tới. Cuộc chiến chưa rõ bao giờ mới kết thúc, nhưng giá lương thực tăng khủng khiếp đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu gia đình ở châu Phi, ông Suk nói. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine cảm ơn bờ biển Nga vì đã ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt bằng việc bỏ phiếu ủng hộ các nghị quyết quan trọng tại Liên Hợp Quốc từ khi chiến sự bùng phát tháng 2 năm 2022. Giới chuyên gia nhận định Kiev đang nỗ lực mở rộng hiện diện ở châu Phi để chống lại ảnh hưởng của Moskva ở khu vực này. Nga từng ít đầu tư vào châu Phi, nhưng giờ dường như muốn tăng cường ảnh hưởng ở đây để tìm kiếm thêm đồng minh giữa xung đột Ukraine. Tập đoàn an ninh quân sự Nga Wagner đã ký hợp đồng bảo đảm an ninh với một số nước châu Phi như Sudan và Mali. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.